Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ làm một cái món bánh, đó là một cái món bánh chuối ăn với nước cốt dừa nha mọi người nha. Rồi mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay cái món bánh chuối hấp ăn với nước cốt dừa trông rất là ngon này mọi người nè. Cái chén này mình để tạm cái chén nước cốt dừa lên thôi mọi người. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng mình vào bếp làm ngay cái món bánh chuối hấp ăn với nước cốt dừa như mọi người nha. Hai kênh vlog Bi Nấm xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món bánh chuối nha mọi người. Thì cái món bánh chuối mình có chuẩn bị nguyên liệu để làm ra cái món bánh chuối, thì mình quay sơ qua để cho mọi người biết cái nguyên liệu của mình làm bánh chuối nha mọi người nhé. Thì mình có chuẩn bị là bột năng nè, và một nải chuối chín trông rất là ngon mọi người. Chuối rẫy chín tới rất là ngọt mọi người ạ. Và đường cát vàng. Thì cái món bánh chuối này mình ăn kèm với nước cốt dừa nha mọi người. Với tại mình làm thêm là bánh chuối hấp dừa nạo, nhưng mà cái đó thì thôi, mình sẽ làm một cái món bánh chuối ăn với nước cốt dừa nha. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng mình theo chân mình vào bếp làm ngay cái món bánh chuối. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái tô để mình đi pha bột để đổ bánh chuối nha mọi người nha. Bây giờ mình cho bột vào cái tô. Và sau đó thì mình cho đường vào. Chuối nó chín nó ngọt lắm mọi người, mình cho một ít thôi. Rồi bây giờ mình cho nước vào nhé. Mình cho nước vào để mình khuấy bột nha mọi người. Bột mình làm đừng có lỏng quá mọi người, chút nữa mình bỏ chuối vô nó vừa nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình quậy bột lên để cho bột với đường tan ra, nhưng mà sau đó thì mình cắt chuối bỏ vào nha mọi người nha. Thì mình cho một ít hành á, mình cho mấy cọng hành vào nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình cắt chuối nha mọi người. Mình đang lột chuối rồi mình cắt bỏ vào nha mọi người nha. Mình cắt miếng lát lát nhỏ nhỏ nha mọi người. Rồi bây giờ mình cắt rồi xong mình quậy lên để mình xem thử cái bột mình nó như thế nào nha mọi người nha. Chuối nhỏ nhưng mà ngon mọi người. Sau khi mình cắt chuối bỏ vào rồi, bây giờ mình trộn chuối lên nha mọi người nha. Bánh chuối ăn với nước cốt dừa, hành lá trông rất là ngon mọi người. Chuối mình hấp mình cho vài cọng hành lá vào cho nó thơm nha mọi người nha. Rồi vậy là mình đã trộn chuối xong rồi, bây giờ mình đem đi hấp thôi nha mọi người nha. Mình không dám quậy nhiều mọi người, quậy nhiều nó sẽ bị nát. Mình bắt cái nồi nước lên và mình cho những cái chén đổ bánh chuối vào, mình hấp cho nóng rồi mình đổ cho mọi người nha. Thì sau khi mình bắt cái nồi lên thì cái xô của mình cũng đã sôi rồi mọi người. Đó, mình cho mấy cái chén vào để mình đổ cho mọi người nha. Đổ chuối vào cho mọi người nha. Quậy thêm một lần nữa để cho nó tan ra cho mọi người nha. Tại vì cái này nó hay bị quýt lắm mọi người.
cho nước lửa lớn lên để hấp. Rồi bây giờ mình đổ bánh vào nha mọi người nha. Mình đổ cho hết 6 cái chén này luôn nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại để cho chuối chín nha mọi người nha. Mọi người đợi vài 10 phút 20 phút đi, nó chín bánh rồi xong mình sẽ lấy bánh ra nha mọi người nha. Bây giờ mình đậy nắp lại đợi nha mọi người. Rồi mọi người ơi, sau khi bánh chuối của mình đã sôi lên và chín bánh rồi nóng nha mọi người. Bây giờ mình lấy cái gì để dỡ cái nắp ra cho nóng đó mọi người. Rồi bây giờ mình dỡ nắp ra nha mọi người nha. Nóng đó mọi người ơi. Wow, bánh của mình vàng trông rất là ngon rồi mọi người. Mình hấp dẫn chưa? Bây giờ mình lấy cái tâm mình chiên thử coi cái bánh của mình chín chưa nha mọi người nha. Nếu như nó còn chín bột thì tự nhiên là chưa chín. Mà mình ngâm sướng thì nó không có dính, tự nhiên là nó chín rồi nha mọi người nha. Vậy là mình vớt cái bánh này ra nha mọi người. Mình gấp bánh ra nha, chín rồi. Giờ mình gấp bánh ra. Mình tiếp tục gấp cho hết cái bánh ra nha mọi người nha. Mình gấp ra để nguội rồi sau đó thì mình ăn bánh ra nha mọi người. Mình cho cái khuôn này để vào mình đổ một cái bánh chuối lớn luôn nha mọi người nha. Mình còn bao nhiêu đó mình đổ vào hết cái này luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình đổ bánh vào nha mọi người nha. Mình lót cái bọc vào để chút nữa mình lấy lên cho nó dễ nha mọi người nha. Mình đã đổ xong rồi, bây giờ mình đậy nắp lại nha mọi người nha. Khói nó lên nó làm mờ quá mọi người ơi. Bây giờ mình đậy nắp lại để cho cái bánh chuối này chín cho mọi người nha. Bây giờ mình dỡ nắp ra mình xem thử cái bánh chuối của mình chín chưa nha mọi người nha. Nó trời. Mình phải lấy cái mình cầm nó đỡ nóng mọi người. Rồi bánh chuối của mình đã chín rồi, mình tắt lò nha. Khói hết. Khói nó không thấy cái bánh của mình đâu. Gấp bánh ra nha mọi người nha. Wow. Đổ hết. Nóng bốc khói lên nên nó lọc bờ cái video của mình hết. Video của mình hết mọi người ơi. Rồi, vậy là mình đã có một cái món bánh chuối nước cốt dừa rồi mọi người ơi. Bây giờ mình để cho cái này nó nguội rồi mình khui ra nha mọi người nha. Wow, những cái chén chuối của mình nè. Mọi người, mình không có bỏ màu vàng nha mọi người nha. Mình dùng đường vàng á, hồi nãy mình chia sẻ mà mình quên quay cái chỗ đó. Mà mình bỏ lộn cái đường trắng mọi người. Mình bỏ chút đường vàng thì cái bánh chuối của mình nó vàng hơn nha mọi người nha. Rồi bây giờ mọi người cùng mình làm nước cốt dừa nha mọi người nha. Bây giờ mình vào mình làm nước cốt dừa. Bây giờ mình để cái đây cho nó nguội. Mình có chuẩn bị nước cốt dừa nè mọi người. Bây giờ mình bỏ đường vào. Mình quậy lên nha mọi người nha. Và mình cho luôn bột vào luôn nha mọi người. Mình cho một ít bột bắp vào luôn. Mình quậy xong mình mới nấu nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình thấy đường nha. Thêm một chút sữa tươi nha mọi người nha. Mình là thích ăn béo nên mình cho một
sữa tươi nè mọi người. Rồi bây giờ mình thấy đều, bây giờ mình mở lò lên nha mọi người nhé. Rồi mình thấy khi nào cho cái nước dừa mình nó kẹo lại nha. Bây giờ mình có chuẩn bị lá dứa đi mọi người. Mình đợi cho nó nóng lên một chút, mình cho lá dứa vào. Mình cho một chiếc muối vào nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình đợi lên. Mình cho luôn lá dứa vào nha mọi người nha. Nhìn cái nước cốt dừa của mình nấu cũng rất là ngon. Bây giờ mình vậy một chút nữa cho nó keo lại nha mọi người nha. Nước dừa của mình cũng nóng lên nè mọi người. Bây giờ mình để cho nó keo thêm một chút nữa mọi người nha. Rồi mình tắt lò. Nhìn cái nước cốt dừa của mình ngon đó mọi người. Bỏ mấy cái lá dứa vô nó thơm, nó bốc lên cái mùi dừa thơm của nước dừa với lá dứa trông rất là ngon mọi người. Thơm đó mọi người. Rồi vậy là nước cốt dừa của mình về là được nha mọi người nha. Sạch sạch về là được nha. Bây giờ mình tắt lò nha mọi người. Mình tắt lò. Mình để cho người bây giờ mình đi cậy bánh chuối ra để mời mọi người nha. Chuẩn bị cái đĩa nè. Bây giờ mình cậy bánh chuối ra nha. Cái bánh chuối của mình cũng đã khui ra xong rồi nè mọi người. Và cái miếng bánh chuối trông rất là ngon luôn mọi người. Nhìn bánh chuối vàng ôm trông rất là hấp dẫn ha mọi người ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một cái chén để mình múc nước cốt dừa đây nha mọi người nha. Không biết để cái chén nước cốt dừa ở đâu đây mọi người. Mình để lên trên đây cho nó đẹp thôi. Rồi bây giờ mình để tạm trên đây nha mọi người nha. Mình múc nước cốt dừa ra nha mọi người. Là mình đã cho ra một cái chén nước cốt dừa trông rất là hấp dẫn. Mình không biết nói gì luôn. Cái chén nước dừa của mình nó thơm cực kỳ luôn. Nó thơm mùi nước dừa nha. Và nó thơm mùi lá dứa. Có mấy cọng lá dứa thôi mà nó thơm lắm mọi người, nó thơm nồng nàn luôn á. Rồi bây giờ mình mời mọi người hãy cùng ăn cái món bánh chuối nước cốt dừa với mình nha mọi người nha. Cái món bánh này á, mọi người trang cái nước dừa vào bánh chuối ăn cũng ngon. Hoặc là mọi người cầm luôn cái bánh chấm nước cốt dừa quết ăn cũng ngon lắm mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái đĩa ra. Mình có chuẩn bị cái đĩa và cái muỗng. Mình sẽ bỏ bánh vào và mình cắt, mình chan nước cốt dừa vào mình ăn nha mọi người nha. Chuẩn bị cái đĩa đi nữa để mình cắt bánh ra và mời mọi người nha. Hay da, nó hơi dài mọi người. Wow, mình cắt cái bánh ra nó không được ngon rồi, nó bị nát rồi mọi người. Rồi bây giờ mình chan nước cốt dừa vào để ăn nha mọi người nha. Để cắt thêm bánh nó mới ngon mọi người ạ. Bánh ít quá. Mình cho một miếng lá dứa lên trên nè mọi người. Cái này có miếng mè rứa lên nữa ngon lắm mọi người. Mà mình quay mình bên làm mè rồi mọi người. Thôi ăn như vậy cũng được mọi người. Trời ơi nó ngon gì đâu mọi người. Rồi bây giờ mình mời cả nhà, mời mọi người cùng ăn cái bánh chuối hấp nước cốt dừa nha. Nhìn cũng trông rất là hấp dẫn luôn đó mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người ăn thử nha. Ăn mình thử như thế nào nha. Lấy một chút nước cốt dừa nè. Đó, trời ơi nó ngon gì đâu mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người. Cái bánh chuối của mình á, mình làm không có ngọt lắm.
ngọt vừa phải, và mình ăn với nước cốt dừa, trời ơi nó ngon, nó béo gì đâu quý vị, nó ngon lắm mọi người. Mình nghĩ là cái món bánh chuối hấp nước cốt dừa này thì ai cũng đã từng ăn qua rồi mọi người, nhưng mà tùy theo khẩu vị của mọi người, cách ăn ngọt hay lạc vừa gì đó là mình tùy chỉnh bỏ đường cho mọi người nha. Nhưng mà mình nấu thì vừa vừa ăn lạc lạc, nó không có ngọt lắm và cũng không lạc lắm, ăn nhẹ vừa vừa nó ngon lắm. Mà cái nước cốt dừa mình rất làm rất là béo luôn, nó ngon lắm. Bây giờ mình mời mọi người ăn thêm một miếng của mình nha. Nước cốt dừa ngon lắm mọi người, mình phải ăn thêm miếng cốt dừa thôi. Mọi người xem cái video, mọi người ủng hộ cho cái video của mình cho mọi người nha. Mọi người ủng hộ xem video và like, share, subscribe, đăng ký kênh cho mình cho mọi người nha. Mình xin tạm dừng cái video ở đây. Cái bánh chuối của mình trông rất là hấp dẫn. Bây giờ mình xin tạm dừng cái video ở đây. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị đón Tết năm mới cho mọi người nha. Rồi mình xin chào mọi người.